Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin từ Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, cây cầu nối nước này với bán đảo Krami bị đánh bom xe làm cháy 7 bồn dầu được chở bằng tàu hỏa qua cầu. Cây cầu gồm đường bộ và đường sắt được xây dựng theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Khánh Thành vào năm 2018 là một tuyến giao thông quan trọng nhằm vận chuyển thiết bị quân sự cho các binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine, đặc biệt là ở phía Nam, cũng như vận chuyển quân, Cây cầu bắc qua eo biển Khết là con đường duy nhất nối giữa Nga và lãnh thổ Crimea được sáp nhập năm 2014. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã ra lệnh thành lập một ủy ban để điều tra vụ nổ. Moscow chưa lên tiếng đổ lỗi cho Ukraine. Trong khi đó, ông Mikhailo Podolyak, cố vấn an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Twitter rằng cây cầu phải bị phá hủy nhưng không nhận trách nhiệm về phía Kiev nga thời gian qua đã tìm mọi cách để giữ cây cầu an toàn trong lúc giao tranh với ukraine và đe dọa sẽ đáp trả nếu kiev tấn công cây cầu